Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay Tuyền lại tiếp tục về thêm Xpander siêu đẹp nữa để phục vụ cho các anh chị nhà mình nha. Các anh chị và các bạn nhà mình mà tài chính 600 quay đầu đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ để vừa đi gia đình nè, vừa có thể kết hợp thêm việc kinh doanh chạy dịch vụ kiếm thêm và còn hỗ trợ trả góp được nữa, thì đây là một sự lựa chọn quá hoàn hảo các anh chị nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Mitsubishi Xpander phiên bản Road, bản cao cấp nhất nha, đời 2021, xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay, mới đi có 27.000 km thôi các anh chị ha. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 579 triệu các anh chị. Nếu mà nói về Xpander thì còn thêm một chiếc số tự động đời 2019 màu nâu nữa với giá khoảng 499 triệu. Nhà mình có quan tâm tới chiếc Xpander còn lại thì alo Tuyền nhé. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe các anh chị. Nước sơn màu cam đất nha, rất là sang, rất là đẹp luôn. Một cái màu khá là hot của dòng Xpander phiên bản Road các anh chị ha. Bản thường mình không có màu này các anh chị, bản Road mới có màu này nha. Máy em này 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình tầm khoảng 6-7 lít thôi, rất tiết kiệm nhiên liệu các anh chị. Rồi em này điện tĩnh nha, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, hỗ trợ các anh chị nhà mình trả góp lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Tuyền nha. Rồi đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị. Nước sơn thì thấy không có bị trầy xước gì hết ha, tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì dăm dăm nhẹ nhẹ một vài chỗ không thành vấn đề các anh chị. Đèn là full led hết nha. Đây, mặt ga lăng này các anh chị rất là hầm hố, rất là sang luôn ha. Mica đèn thì còn trong đẹp các anh chị. Đấy. Rồi mình kiểm tra lớp, lớp độ gai gió thì thấy còn rất là sâu nha. Và mâm em này không có bị trầy xước gì hết. Mâm của Xpander Road sẽ đẹp hơn những cái mâm bản thường các anh chị nha. Rồi, đăng kiểm và đường bộ thì còn tháng 10 2025 các anh chị. Dán phim cho mình rồi, tay nắm cửa thì mạ rơm có nút mở cửa một chạm ha. Bên hông xe thì thấy là rất là ít những vết xước dăm luôn đó. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra thì luôn cam kết với các anh chị nhà mình, xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, bao test hãng cho các anh chị nhà mình luôn. Bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa ha. Rồi đèn hậu phía sau còn trong đẹp nè các anh chị, không có bể mớp gì hết ha. Có cam lùi cho mình rồi nè các anh chị. Rồi gầm bệ sáng đẹp, không vấn đề gì hết các anh chị. Ok, mở kết cho các anh chị nha, mình xem cúp cơ các anh chị nha. Những cái phần nhựa bên trong bệ tùy tay học để ly, không có bị trầy xước gì hết, xe mới về nha. Chưa có vệ sinh, chưa có hút bụi nên cái này nó hơi bụi một tí xíu nè. Đó, nhưng mà không sao ha, hút bụi là ra hết các anh chị. Ba cái ngăn để đồ nè, nhựa lấy đồ ra vào cũng không có trầy xước gì hết, chứng tỏ là anh chủ nhà mình rất là kỹ các anh chị. Con đội tay quay, đồ nghề thì còn đầy đủ ha. Từng hàng ghế thì đều có hộc gió làm mát cho mình nè các anh chị. Rồi mình tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất các anh chị ha. Ok, ghế thì ghế da các anh chị, nguyên zin, còn căng đẹp, tông màu nâu và tông màu đen. Sàn 5D các anh chị, trần nguyên bản các anh chị nhé. Rồi, em này thì gương gập chỉnh điện, có cân bằng điện tử ha. Vô lăng ở đây là vô lăng bọc da, anh chủ bọc cho mình thêm một cái bao da tay lái nữa nè các anh chị. Có đàm thoại rảnh tay, có set rui control các anh chị nha. Đi chuẩn là 27.943 km. Cái này là băng keo hai mặt các anh chị, mình vệ sinh là ra hết ha. Táp lô thì không có trầy xước. Trên này thì có cho mình một cái cam hành trình của ZTEC nè. Lên cho mình một cái màn hình Android của ZTEC chưa tháo siêu luôn, khá là xịn sò các anh chị. Dưới này vàng lạnh là đề nổ status nha. Cần số thắng tay còn rất là đẹp ha. Siêu ni lông từ nhà máy vẫn còn chưa gỡ nữa nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ nha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ ha. Anh chị mình thấy được video này của Tuyền, nếu mà ở tỉnh xa chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp lên đường thì nên liên hệ Tuyền chốt giá chuyển khoản đặt cọc giữ xe đi các anh chị, để tránh những cái trường hợp các anh chị ở tỉnh xa lên mình hỏng cọc trước thì bên Tuyền đã bán mất rồi thì lại rất là tiếc ha. Mình phải chờ những chiếc xe sau về, và nhiều khi cái màu này nè, rồi những chiếc xe đi lướt như thế này thì sẽ rất là lâu các anh chị ha. Nên ưng là chốt sớm đi, tại vì xe cũ mỗi loại nó có một chiếc à các anh chị. Đó. Rồi, ốc của nắp capo keo chỉ capo khung sườn, máy móc nguyên zin. Ốc máy này các anh chị còn sơn phớt đầy đủ ha. Tiếng máy cực êm luôn, cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy nha. Các anh chị nhà mình à, nghe có rõ không à? Rồi ok, tiền đóng lại ha.
Rồi thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị, Mitsubishi Xpander phiên bản Road bản cao cấp nhất em này đời 2021 nhập Indo nguyên chiếc mới đi có 27.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 579 triệu và giá đây Tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay alo cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ngay ha. Và hiện tại 7 chỗ thì bên Tiền cũng còn một số các dòng xe khác. Có Santa Fe 2016 nè, 2020, Hyundai Stargazer khoảng đời 2022 màu đỏ siêu đẹp luôn các anh chị, có Xpander 2019 nè, cao cấp xịn sò hơn thì Tiền còn Fortuner, còn Sedona và còn cả Carnival nữa. Nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì nhớ alo Tiền, Tiền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể ở lại bên kênh của Tiền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.